Xin chào các bạn anh chị em đã quay trở lại kênh Gà Rừng Bình Phước. Do có một số ý kiến nói rằng giọng em nhỏ, có nhiều tạp âm hơi ồn nên hôm nay em tuyển giọng mới này xem anh em có ưng không nhé. Nếu ưng hay không ưng anh chị em cho ý kiến bên dưới ạ, em xin chân thành cảm ơn. Vấn đề hôm nay mình muốn cùng các bạn anh chị em giải quyết đó là trứng gà bị sát vỏ hay còn gọi là dính vỏ khiến gà không nở được bị ngạt bên trong. Đó là vấn đề mà ai ấp trứng gà cũng từng gặp phải. Trên cơ bản thì trường hợp này được giải thích là do thiếu ẩm dẫn đến gà con bên trong trứng bị dính lông vào vỏ trứng và không thể xoay để đạp vỏ trứng ra được. Khi ở lâu trong vỏ trứng, gà con sẽ bị ngạt mà chết. Vậy nguyên nhân và cách khắc phục của trường hợp này như thế nào? Với kinh nghiệm ít ỏi và học hỏi tìm hiểu của anh em bạn bè, mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Nếu có điều gì cần bổ sung và có ý kiến mọi người bình luận bên dưới ạ, em xin chân thành cảm ơn. Trứng gà bị sát vỏ khi nở là gì? Trứng gà thông thường ấp khoảng 20 ngày sẽ nở. Khi tới ngày nở, gà con bên trong sẽ mổ vỏ và chui ra ngoài. Tuy nhiên, có trường hợp gà con mổ vỏ rồi nhưng không chui được ra ngoài và bị chết ở bên trong trứng. Khi kiểm tra thấy gà con bên trong trứng, lông đã khô và dính vào vỏ trứng. Trường hợp này gọi là trứng gà bị sát vỏ hay trứng bị sát. Trường hợp này thực tế không hiếm gặp và cũng được nhiều người ấp trứng lâu năm sẽ biết và khắc phục rất dễ để tỷ lệ nở đạt kết quả cao hơn. Có một số nguyên nhân trứng gà bị sát vỏ khi nở. Trứng gà bị sát vỏ có thể gây ra đó là do thiếu ẩm và do nhiệt độ ấp cao. Những nguyên nhân này là nguyên nhân chính khiến trứng gà bị sát vỏ được mọi người công nhận. Có thể còn có các nguyên nhân khác như nguồn thức ăn nước uống không tốt, thức ăn thiếu chất dẫn đến gà con không khỏe mạnh, hoặc như gà bố mẹ nhiễm bệnh lây sang gà con, dẫn đến gà con mang mầm bệnh từ bố mẹ và khi đó gà con yếu không có khả năng tự đạp vỏ trứng ra được. Nhưng những trường hợp đó cũng ít gặp và tỷ lệ nở 100% cũng khó. Chỉ cần đạt 90% là đã ok lắm rồi phải không ạ? Sau đây là hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sát vỏ ở trứng gà mà nhà em thường hay gặp. Em chủ yếu ấp trứng gà rừng và gà ta, chứ trứng vịt và một số khác em cũng không có kinh nghiệm lắm. Trường hợp thứ nhất, thiếu ẩm. Trường hợp thiếu ẩm được giải thích là khi gà mổ vỏ, lượng nước bên trong trứng ít khiến lông của gà con bị khô dính vào vỏ trứng. Khi lông bị dính vào vỏ trứng thì gà sẽ rất khó để xoay sở trong vỏ trứng và không thể đạp vỏ trứng để ra ngoài được. Trường hợp này vẫn được mọi người gọi là thiếu ẩm hay độ ẩm kém. Trường hợp thứ hai là nhiệt ở độ ấp cao. Với mỗi giai đoạn phát triển của trứng đều cần nhiệt độ ấp phù hợp. Ở giai đoạn trứng nở cần nhiệt độ ấp thấp. Nếu nhiệt độ ở giai đoạn này cao thì khi gà mổ vỏ sẽ khiến nước bên trong trứng bay hơi nhanh hơn bình thường. Điều này khiến nước bên trong trứng khô đi nhanh chóng làm lông của gà con dính vào vỏ trứng. Khi lông bị dính vào vỏ trứng, gà con sẽ khó đạp được vỏ trứng mà bị mắc kẹt bên trong. Thời gian lâu gà con có thể bị ngạt và chết trong trứng. Trường hợp nhiệt độ ấp bị quá cao khi trứng nở đôi khi còn dẫn đến hiện tượng trứng bị sùi nước vàng. Trường hợp này thường xảy ra khi trứng nở sớm, gà con vừa mổ vỏ đã có hiện tượng sùi nước vàng ra ngoài và gà con chết ngay sau khi mổ vỏ. Trường hợp thứ ba, nhiệt độ thấp khiến phôi gà con phát triển không tốt, không đúng thời gian nở gà con cũng không thể đạp vỏ trứng ra được. Trường hợp thứ tư, do chế độ đảo trứng của máy bị hư. Còn nếu đảo trứng bằng tay, không đảo thường xuyên hoặc đảo không đều cũng là những nguyên nhân dẫn đến phôi gà không phát triển tốt. Mọi người có để ý khi gà mái ấp chúng lấy mỏ đảo rất đều. Còn nếu nhiệt độ cao gà mái sẽ đứng lên không ấp. Nếu trứng có chống được thụ tinh thì thường gà mẹ ấp tỷ lệ nở sẽ là 100%.
Để khắc phục tình trạng trứng bị sát vỏ có hai cách rất đơn giản được nhiều người áp dụng. Hai cách này đều mang lại hiệu quả tốt giúp giảm tình trạng trứng bị sát vỏ một cách đáng kể. Cách thứ nhất là tăng độ ẩm trong 2 ngày cuối trước khi trứng nở. Cách này được nhiều người áp dụng và thực hiện cũng không khó. Vào ngày 18 và ngày 19 tăng độ ẩm trong máy ấp trứng lên 70-75%. Ngày 20 để độ ẩm về lại mức bình thường 55-65%. Và giảm nhiệt độ trong 2 ngày gần nở xuống 0,1-0,2 độ. Cách thứ hai, nhúng nước. Cách này em thấy ngày xưa ông bà mình hay làm để kiểm tra xem gà con trong trứng phát triển có tốt không. Nếu thấy nó đạp và nước động đậy là gà con phát triển tốt. Còn bây giờ muốn tăng thêm độ ẩm cho gà, trước ngày trứng nở là ngày ấp thứ 18 hoặc 19 các bạn cho trứng ra ngoài để khoảng 10 phút cho trứng nguội bớt. Thả trứng vào một chậu nước ấm khoảng từ 30 đến 40 độ C, sau đó để trứng khô tự nhiên trong 60 phút. Rồi cho vào máy ấp tiếp. Việc làm ướt trứng như vậy không ảnh hưởng đến trứng mà giúp trứng tăng độ ẩm, làm mềm vỏ trứng khiến gà dễ đạp vỏ ra ngoài hơn. Với hai cách trên, hy vọng các bạn đã biết cách xử lý trứng gà bị sát vỏ khi nở và nguyên nhân trứng bị sát vỏ. Nếu các bạn và anh chị em có ý kiến gì hãy bình luận bên dưới nhé để cùng nhau tham khảo và giao lưu học hỏi kinh nghiệm của nhau. Thân ái chào mọi người, hẹn mọi người ở video sau ạ. Em xin kết thúc video ở đây.